Chào các anh em nhé, Sắc Xanh Lãng Mạn sẽ là bộ phim được để lên bàn để mổ xẻ ngày hôm nay. Xin mời anh em cùng theo dõi. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị cầm tù, muốn thoát ra khỏi những loại hệ thống cùng máy móc hiện đại. Chỉ có một cách, đó là làm bạn với họ nhà lươn. Mai đang lởn vởn xung quanh chiếc ô tô màu đen đã lọt vào mắt anh, chỉ với một thiết bị công nghệ. Mai đã có thể mở khóa và nhảy lên chiếc xe, chỉ có điều xe của chính chủ lại có thiết bị chống trộm công nghệ cao. Một phút sau, hai anh cảnh sát đẹp trai đã đến trấn áp được tội phạm. Ú à, bất ngờ chưa? Thì ra đây chỉ là một buổi thực hành về việc áp dụng công nghệ vào điều tra phòng chống tội phạm của sinh viên. Sau vai diễn xuất thần làm thằng ăn trộm, Mai nhận được lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ tất cả mọi người. Không chỉ là sinh viên giỏi ở trường, Mai còn là một người năng nổ hiến máu tình nguyện. Con ngoan thì cha mẹ mát lòng mát dạ, ông tao là bố Mai sở hữu một tiệm sửa xe nho nhỏ mà đầy tâm huyết. Gia đình Mai còn có một cậu em trai tầm tầm tuổi tên là Men. Hôm nay là sinh nhật Men nên bố dặn Mai đi hỏi xem em trai muốn ăn gì ngon để họ chuẩn bị và quây quần. Ai ngờ Mai phát hiện dòng máu đỏ lòm chảy từ đoạn Men đi qua. Chuyện chẳng lành xảy đến, Men bị đám kẻ thù của anh trai đánh và bị thương nặng ở tay phải. Mai biết chuyện thì lồng lộn đi tìm đám hẹn hạ kia để trả thù cho em. Và thế là một màn kiếm hiệp oanh tạc giới điện ảnh Thái Lan lại diễn ra. Mai một mình chấp cả đám, đánh cho chúng nó không trượt phát nào rồi lại vội về viện ngồi lên bàn hiến máu cho em trai. Khổ nỗi là Men lại mắc bệnh giảm tiểu cầu, khi có vết thương hở hoặc chảy máu sẽ rất khó để cầm máu. Việc này đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và càng đau đầu hơn nữa là Men thuộc nhóm máu hiến. Kho máu có hạn nên chỉ có thể trông chờ vào nguồn máu từ người nhà hoặc người quen giúp đỡ. Tối đến, Mai cố tình chuẩn bị món đồ chơi điện tử yêu thích của Men để tặng cậu. Nhưng Men đang sẵn cơn tức giận, anh giận vì đằng nào cũng đã bị thương rồi tại sao Mai còn cố tình đến tìm bọn kia gây gổ thêm. Mai thì không cho phép em trai vì chuyện của mình mà khiến bản thân chịu thiệt. Men cãi không lại bèn đá thúng đụng lia, hất văng món đồ chơi mà Mai đã dành dụm tiền bao lâu mới mua được. Mai thể hiện là một người đàn ông trưởng thành và bao dung, anh không những không giận em mà nhường nhịn mang đồ chơi đi sửa cả đêm. Sợ ánh đèn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Men, Mai thậm chí còn phải vào nhà vệ sinh đóng kín cửa, bật đèn pin điện thoại lên để sửa tiếp. Sáng hôm sau dậy, thấy món đồ chơi hàng ao ước trước mặt, Men cười như được mùa bỏ cả ăn sáng. Mai chiều em trai đến nỗi ông tao thấy vậy còn phải lên tiếng nhắc nhở, chiều quá kẻo sinh hư. Vừa nói khỏi mồm xong thì ông báo con kia lại gây chuyện. Chơi game thua nên cây cú đập tan tành cái máy, chỉ khi Mai lên đến nơi thì Men mới nhận ra sự hồ đồ của mình. Thế mà Mai vẫn nín nhịn nhỏ nhẹ đến xem Men có bị thương không rồi đem đồ chơi đi sửa. Không may cạnh sắc đâm vào tay chảy máu, Men cũng biết điều ngồi lại xin lỗi anh vì sự ngông cuồng của bản thân từ hôm qua đến giờ. Hai anh em giảng hòa, chung quy lại cả hai vẫn cảm thấy may mắn khi có nhau trong đời để mà yêu thương đùm bọc. Mai muốn mua một món quà mới để bù cho em, quả địa cầu mà hồi nhỏ Men thích. Nhưng một bàn tay khác đã với được nhanh hơn, dù Mai có nói thế nào cô gái ấy vẫn không chịu nhường cho anh. Mai đành lấy một quả địa cầu khác nhưng khi thanh toán lại không đủ tiền. Bon nhìn thấy quả địa cầu bị bỏ lại ở quầy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng các bạn biết đấy, con gái chẳng bao giờ sai, rõ ràng vừa áy náy xong mà khi ra ngoài, thấy người ta lúi húi liền nghĩ là trộm cắp vặt. La hét om sòm, mãi đến khi bố giải thích cửa xe bị kẹt, Mai đang giúp họ sửa lại thì Bon mới sững người. Bố của Bon gửi Mai chút tiền cảm ơn và để thay lời xin lỗi, Bon đưa tặng lại anh quả địa cầu ban nãy. Khi rời đi còn không quên ngó đầu vẫy tay chào. Nụ cười của người con gái phơi phới trên con xe mạch trong làn nắng tươi chắc chắn có thể khiến bao anh siêu lòng chứ không phải chỉ riêng mình Mai. Men chỉ biết tối ngày cắm mặt vào chơi game khiến ông tao hết sức phiền lòng. Mai để ý thấy bước đi của bố thều thào run rẩy, anh nhận ra cha mình đã già đi thật rồi. Muốn nhắc nhở thằng em một tí nhưng nó lại gắt gỏng chẳng thèm quan tâm. Ở một diễn biến khác, To là tên cầm đầu của một băng nhóm chuyên trộm ô tô, bên cạnh hắn còn có Mây, một người phụ nữ đã ngao ngán đi cùng những thằng trộm cướp và đang có ý định bỏ nghề. Sau khi xem được clip về trình độ thượng thừa của Mai với đồ công nghệ trên mạng, To rất ưng ý và muốn chiêu mộ nhân tài. Vậy là họ có một giao dịch, nếu Mây muốn giải nghệ thì phải tìm được người mới thế chỗ, người được chỉ định chính là Mai. Bo, một người bạn cũ đã lâu không gặp của ông tao quay về tiếp tục công việc sửa xe thuê cùng gia đình. Về phía To và Mây, họ đã tam tia được con xe mạch màu bát teo đầy bắt mắt của bố Bon và sẵn sàng cho một phi vụ béo bở mới. Và chỉ đôi phút sau, cặp đôi đã khiến chủ nhân chiếc xe há hốc mồm vì cú sốc mất mát. Đi được một đoạn đường thì con mạch bốc khói nghi ngút không khởi động được nữa. Vậy là Mây nảy ra một gợi ý, trong cái khó ló cái khôn, mang xe đến chỗ Mai, vừa để test thử năng lực vừa để thăm dò. Mai nhận ra chiếc xe này nhưng anh vẫn chú tâm làm đúng việc của mình là sửa xe nhưng cố tình đổi hệ thống. Trong quá trình ấy, To hỏi cung Mai rất nhiều. Lúc sửa xong cửa của xe lại bị kẹt, To nói dối mình quên chìa khóa nên yêu cầu Mai phá cửa. Chưa đầy 20 giây vấn đề đã được giải quyết nhưng sau đó Mai cũng thẳng thừng vạch trần sự thật, rằng hai người là trộm cướp và hãy biến đi nhanh trước khi cảnh sát đến. Hai bên xảy ra va chạm, To đánh ngất Mai và kêu Mây nhanh chóng rời đi, tiếc là hệ thống đã được đổi. Cửa xe không thể phá mở mà đúng lúc này, Bo trở về nên hai tên trộm phải ưu tiên chạy trốn trước. Mai được Bo đưa vào nhà, lúc sau anh tỉnh lại, kể lại mọi chuyện cho bố và chú nghe. Bo nghe đến đoạn miêu tả hai tên trộm thì lập tức nhận ra người quen nhưng vẫn cố tỏ ra không liên quan. Vì thế nên ông tao buộc phải nhắc nhở Bo đừng nên lôi kéo hai thằng con trai của mình vào con đường sai trái. Trong khi đó,
Mai đem xe đến theo địa chỉ giấy tờ trong xe thì gặp hai bố con Bon. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện như trong phim hành động, bố của Bon lại muốn rút tiền cảm ơn, nhưng Mai không nhận và xin phép ra về. Bon lập tức lôi điện thoại ra chụp ảnh Mai, còn lấy lý do củ chuối để tìm cớ kết bạn với anh. Nhưng đều bị Mai nhìn thấu, tuy nhiên trước sự lươn lẹo đến đáng yêu của Bon, Mai vẫn đồng ý chấp nhận. Nhưng Mai không hề biết trước đó, Bon đi cùng cô bạn mê trai đến trường nam sinh bên cạnh tham gia ngày hội tuyển sinh. Và đó cũng là ngày, vẻ đẹp thơ ngây đầy dịu dàng của Bon lọt vào trái tim của Men. Lúc về nhà, Men hồ hỏi thông báo cho anh trai về tiếng sét ái tình của mình. Mai về phòng thì nhận được tin nhắn của Bon nói anh để quên đồ trên xe. Thế là anh phải lái tạm chiếc xe màu đỏ vừa sửa cho khách đến, đến nơi Bon chẳng chịu trả đồ mà cứ mượn cớ để được Mai đưa đi chơi. Người đẹp và xe đẹp, Mai trở thành người đàn ông sở hữu những thứ tuyệt vời trong hôm nay. Hai người vui vẻ nô đùa chụp ảnh với nhau. Lúc ra về, Bon còn lẽn bẽn tặng Mai một món quà, là món quà không khí tượng trưng cho lời ngỏ ý của phái nữ. Nhưng nam chính của chúng ta lại cứ thế trả lại. Xin lỗi, hiện giờ tôi chưa thể chăm sóc cho ai nữa, rồi bỏ mặc người đẹp ngơ ngác một mình. Bị từ chối nhưng vì quá thích rồi nên Bon vẫn chủ động nhắn tin cho Mai, có điều Mai không thèm đáp lại. Còn cố tình bật nhạc to để không quan tâm đến Bon nữa. Phía bên dưới, lão to vẫn không từ bỏ ý định với con xe đắt tiền nên cử người đến dọa nhà ông Tao. Ông Tao phản kháng lại thì bị chúng đánh cho ngã vật, chảy máu đầu phải đưa vào viện cấp cứu gấp. Vì vết thương quá nặng nên bác sĩ yêu cầu phẫu thuật để cứu chữa kịp thời. Mà phẫu thuật thì số tiền cần chi trả không nhỏ, thấy Mai cần tiền như vậy, Bo lợi dụng cơ hội để lập công. Đưa Mai đến chỗ của To để dụ dỗ anh gia nhập con đường sai trái. Ban đầu Mai nhất quyết không chấp nhận nhưng nghĩ lại người bố đang nằm viện chờ chết. Anh không còn sự lựa chọn nào khác để có tiền, vừa cắn rứt lương tâm mà vừa sợ bố biết bố buồn. Nhưng dưới sự bơm đều kiên trì của Bo, cộng thêm sự cương quyết của Mây, Mai vẫn phải cuông cút đi theo đến địa điểm thực hiện phi vụ trộm cắp đầu tiên. Lần đầu ăn trộm có vẻ hơi lúng túng nhưng kỹ thuật và tốc độ của Mai vẫn khiến giám thị phải trầm trồ. Phá cửa khởi động xe chỉ vòn vẹn 6 giây mỗi động tác, ngay lúc chuẩn bị lái xe đi thì còi báo động vang lên. Họng súng lạnh lẽo chĩa vào cổ Mai làm anh sợ đến tái mặt. Hóa ra đây chỉ là bài test nho nhỏ về năng lực dành cho ma mới của Mây và To. Mai cảm thấy bị chế giễu tức tối muốn rời đi nhưng bị To gọi với lại. Hắn nói đây là nghi thức chào mừng anh đến với thế giới mới và đưa Mai một số tiền để cọc. Tối đó Mai có dịp ngồi húp mì tôm với Mây, anh rất tò mò tại sao một công việc nhàn hạ thoải mái lại kiếm được nhiều tiền như vậy mà Mây lại dứt khoát muốn giải nghệ, lại cả những hình xăm chi chít trên cánh tay. Nhắc đến chỉ thêm não lòng, Mây không muốn kể khổ. Cô chỉ cần biết cuối cùng mình đã có thể đạt được nguyện vọng rời khỏi tổ chức, quay đầu về bờ. Nhưng các bạn biết đấy, đời không như mơ, Mây là người của To, đã đi theo anh bao nhiêu lâu, biết hết mánh khóe thủ đoạn bí mật. Làm sao To lại chấp nhận buông tha cô dễ dàng như thế? Trên đường đưa Mây trở về, To đã. Trong khi đó, ngay khi có tiền chi trả viện phí, Mai lập tức đến viện kêu Men đi học để mình ở lại lo thủ tục. Nhưng ai dè tiền hậu phẫu vẫn phải quyết toán luôn, cho nên Mai đành giao kèo trước với Bo để nhận tiền lương luôn trong tuần. Bên này, Bon tham dự buổi hội thảo của trường nam sinh đối diện, cô nhắn tin cho Mai từ tối hôm qua với mong muốn được gặp lại nhau ở đó. Thế mà đến nơi chẳng thấy cờ rút đâu vì cờ rút còn đang mải đi ăn trộm xe. Lúc Mai hành sự, hết trẻ con rồi đến bảo vệ ra làm phiền cũng may tay nghề thiện xạ nên vẫn chót lọt phi vụ thứ hai khiến To vô cùng hài lòng. Nhưng Mai lại chỉ muốn giao kèo một lần rồi xong, To và Bo tuy không hài lòng nhưng không dám làm phật ý anh. Mai nhận được tin nhắn chờ của Bo nên vội vàng đến trường. Ánh mắt ta chạm nhau. Thực ra trong lòng Mai cũng có tình ý với Bon nhưng vì gánh nặng gia đình nên anh không muốn tiến thêm bước nữa. Bon lại lần nữa rơi vào tình huống khó xử khi bị từ chối. Ra đến ngoài cổng trường thì Men đã đứng đợi sẵn để làm quen nhưng vì bối rối sẵn trong lòng nên Bon chỉ ậm ừ lạnh nhạt. Về phía Mai, anh khẩn trương làm đầy đủ thủ tục cho bố được phẫu thuật. Nhìn người bố lúc nào cũng tự hào về mình đang nằm trên giường bệnh, Mai hận không thể chùi sạch vết nhơ trên bàn tay vừa gây tội của mình. Bo vẫn không từ bỏ ý định rủ dê lôi kéo, đánh vào điểm yếu của Mai. Tình hình của bố còn chưa ổn định hẳn. Em trai lại có bệnh nan y trong người, Mai gồng gánh cả gia đình trên vai. Công việc tử tế nào có thể giúp anh trụ vững cho bố và em trai trong khi thời gian lại chẳng chờ đợi bất kỳ ai. Người tốt như Mai trên thế giới liệu còn mấy người? Nhắc đến thế giới lại nhớ đến quả địa cầu kết duyên Mai và Bon. Mai chợt nhớ và phi thẳng đến nhà cô nhưng vì không thể hứa hẹn nên tin nhắn gửi đi rồi lại phải thu hồi lại. Lúc trở về phòng bệnh của bố, không thấy Men đâu còn định cầm điện thoại của cậu lên xem thì Men lại đột ngột quay về. Cũng may là Mai chưa kịp nhìn thấy bức ảnh của Bon trong máy Men. Mai vì thành tích học tập xuất sắc và quá nổi trội, nhà trường có đề nghị cấp học bổng để anh ra nước ngoài học bằng thạc sĩ, rồi quay lại trường làm giảng viên nhưng Mai rất lưỡng lự phân vân. Phía bệnh viện lại giục đóng tiền viện phí, vì bệnh của ông Tao rất tốn kém. Muốn du học để tương lai tương sáng hơn cũng cần phải có học phí, đứng trước những cám dỗ. Mai lại bấm bụng liên lạc lại với Bo, làm những việc cắn rứt lương tâm mình. Nhiệm vụ hôm nay là chiếc mạch màu đen bóng dưới hầm để xe. Bo đứng ngoài tung hứng đánh lạc hướng bảo vệ để Mai vào trong hành sự, phút mốt là con xe đã được phá khóa cửa. Phi vụ thứ hai chót lọt nhưng lương tâm Mai càng day dứt, anh thực sự không muốn sa ngã vào cám dỗ lạc lối này. Ngộ nhỡ có một ngày sai lầm bị phơi bày, anh còn biết đối mặt sao với người cha đã yêu thương và dạy dỗ mình hết lòng. Bo tâm sự mỏng rằng chính anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi, công việc sửa xe không đủ sống nhưng đoàng hoàng.
còn việc trộm xe nhàn hạ đem lại thu nhập cao nhưng lại phạm pháp. Chính Bo cũng giằng xé giữa làn danh thiện ác và cuối cùng vẫn là vì đồng tiền. Sau khi nhận được thù lao, Mai lại vội vàng đến bệnh viện nộp viện phí để thuận lợi cho việc điều trị của bố. Ông Tao nhờ được cứu chữa kịp thời mà tỉnh lại nhanh, Men đang chơi game thấy bố tỉnh lại vui như mở hội ôm chầm lấy ông. Lúc sau Mai cũng có mặt chung vui cùng cả nhà chỉ cho đến khi nhắc đến chuyện viện phí không khí bỗng ngừng lại. Vì không muốn để bố và em lo lắng nên anh nói dối là đi mượn tiền của bạn đại học. Mai nhận được tin nhắn của Bon nhờ đến nhà sửa xe, Men cũng đòi đi theo. Hóa ra là xe nhà Bon có trục trặc nên bố phải nhờ Bon gọi thợ đến giúp. Mai bắt tay vào sửa xe, trong khi đó Men ở bên cạnh chẳng giúp được việc gì nên hồn đã thế lại còn mở miệng ra là than vãn. Men còn thể hiện trình độ mau mồm mau miệng khi bố của Bon trả thù lao và ngỏ ý mời cơm hai anh em. Thế mà Mai nhất quyết từ chối mặc cho em trai có than đói than mệt thế nào. Trên đường về còn không quên nhắc nhở Men lần sau phải giữ ý tứ, đói cho sạch rách cho thơm. Trong khi đó, vì để được gặp Mai, Bon đã phải bắt xe khẩn trương từ trường trở về. Đến nhà lại chỉ thấy có mỗi mình bố trên bàn ăn trưa. Tình hình của bố vẫn không khả quan mặc dù ông đã tỉnh lại. Bác sĩ đề nghị nằm viện thêm một thời gian để theo dõi tránh trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc viện phí chi trả sẽ còn tiếp diễn vô thời hạn. Về nhà mà não nề hết cả ruột gan, Mai cảm thấy mình trộm cắp quen tay đến nỗi trơ mặt. Còn Bo vẫn tiếp tục những lời động viên cho tấm chiếu mới vào nghề. Tối hôm đó, Men gửi lời mời kết bạn cho Bon và được cô đồng ý. Men sướng như điên khoe liền với anh trai, ban đầu Mai không muốn để ý mấy chuyện tình cảm vu vơ trẻ con. Nhưng thấy em trai lần đầu say mê con gái nên anh cũng tò mò cầm điện thoại của Men lên xem. Tài khoản cá nhân của đối phương làm Mai chết sững, chính là Bon. Phát hiện ra chuyện này, quả thực Mai không biết phải làm sao cho vừa. Tại sao ông trời lại đối xử với anh bất công như vậy, người con gái mình thích và em trai mình. Nhớ lại những lần tiếp xúc đầy rung động với Bon rồi lại nhớ đến lời dạy của bố, đã là anh em thì không bao giờ phản bội nhau. Mai càng nghĩ càng rớt nước mắt, quả địa cầu nối duyên cũng rớt xuống trong làn nước mưa lạnh buốt. Tình hình của Men và Bon tiến triển kha khá, anh chủ động nhắn tin và được người đẹp trả lời dưới sự giúp sức của cô bạn thân. Men cười hớn hở khi cờ rút vẫn còn nhớ mình, anh ngỏ ý muốn hẹn gặp lại nhau. Đọc đến đây Bon lại chợt nhớ đến Mai, tại sao anh không bao giờ chủ động muốn hẹn gặp lại. Nghĩ vậy nên Bon nhắn tin hỏi thăm nhưng có nhắn bao nhiêu tin thì cũng bị Mai phớt lờ. Anh chỉ có thể cố gắng cắm đầu vào công việc để bản thân không nghĩ đến chuyện tình cảm. Vào đến nhà nhìn thấy Men lúc ngủ vẫn ôm khư khư điện thoại, lại nhìn thấy mẩu tin nhắn giữa Men và Bon, Mai lại càng đau lòng. Hôm sau anh vào viện, bố cứ nằng nặc đòi xuất viện vì sợ tốn kém. Ông lo lắng, nói chính ra là ông không tin bạn bè Mai lại có nhiều tiền như vậy để cho vay. Hơn nữa cứ nằm viện dai dẳng như này thì làm gì có ai đủ khả năng cho vay mãi. Mai đến gặp riêng bác sĩ để trao đổi về tình hình. Bác sĩ điều trị nói dù ca mổ thành công nhưng khả năng tái phát rất cao. Ông ta vẫn phải duy trì pháp y điều trị và thuốc đặc trị lâu dài để bệnh thuyên giảm hoàn toàn và tạm thời có thể xuất viện về nhà để theo dõi. Mai đưa bố về nhà, trong khi đó cậu em trai ham chơi ham vui còn đang mải hẹn gặp Bon và Mel ở quán kem. Đã thế còn mắc bệnh sĩ gái, không làm ra tiền nhưng hào phóng bao hai bạn nữ chầu kem hôm nay. Bon bất đắc dĩ phải nhận lời đi cùng để chiều lòng Mel và tạo điều kiện cho bạn thân. Cô chỉ ngồi một lúc rồi lại lấy lý do đi vệ sinh để dành không gian riêng cho Mel và Men. Lúc quay lại Bon thở dài não nề vì vẫn chưa được Mai trả lời tin nhắn. Trong lúc nói chuyện Men có đề cập đến việc ở nhà còn có ông anh trai biết sửa đủ thứ trên đời. Lúc hỏi đến đoạn tên là gì thì Mai bất chợt gọi đến dặn Men về nhà nhanh rồi mua cháo cho bố ăn để uống thuốc. Vừa hay mẹ của Mel cũng giục về nhà nên cả hội phải tạm giải tán. Men đi cùng xe với Bon và Mel về, Bon lại rất tò mò về người anh trai giỏi sửa xe mà Men nhắc đến. Cô đã hy vọng rất nhiều rằng người đó chính là Mai cho nên tự đề xuất muốn vào nhà Men chơi. Đương nhiên là Men đồng ý. Lúc vào nhà, nhìn thấy bố khỏe mạnh trở lại, Men như một đứa trẻ vui mừng lao vào lòng bố và giới thiệu bạn đến chơi nhà. Sau khi hỏi han sức khỏe tình hình của ông Tao được một lúc thì Bo và Mai bước vào nhà. Ánh mắt ta chạm nhau nhưng lại là hai biểu cảm trái ngược. Trong khi Bon vui sướng hạnh phúc thì Mai lại ấp úng khó xử. Hai người cũng giải thích từng gặp nhau trước đó và bố của Bon cũng là khách quen của Mai. Để tránh tình huống ngập ngừng, Mai chủ động xin ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối. Ông Tao đến gần này tuổi đầu, đã nhìn thấu tâm tư bọn trẻ, liếc mắt cũng hiểu mối quan hệ tay ba này sẽ có kết cục nào. Chỉ có mỗi mình Men là ngây ngô chưa đủ tinh mắt để nhận ra. Đến tối, Men một mực đòi đưa Bon về tận nhà mặc dù Bon vẫn muốn nán lại gặp lại Mai. Còn Mai, anh chỉ dám núp ở một góc gần đấy nhìn Bon và Men vui cười. Lúc cả hai lên xe buýt, nghĩ thế nào Mai lại tức tốc đuổi theo sau. Và một suy nghĩ quyết định đã lóe lên trong trái tim anh ngay từ đấy, chỉ cần ánh mắt của cô ấy vẫn hướng về phía mình. Thì Mai sẽ vẫn cố gắng, nhanh chân mà chạy. Tham vọng của To ngày một lớn từ khi hắn sở hữu nhân tài như Mai. Lần này hắn muốn chơi lớn, thử thách liều lĩnh hơn, hắn muốn trộm siêu xe đẳng cấp nhất. Một phần vì muốn hoàn lương, một phần cũng thấy phi vụ này quá nguy hiểm, Mai thẳng thừng rút lui. Nghe đến đây To như phát điên, hắn dọa sẽ giết cả nhà Mai và Bo nếu như làm hắn phật ý. Nhưng Mai vẫn nhất quyết xin rút và quay người bỏ đi, kể cả Bo có thuyết phục cỡ nào. Mai đi bán máu rồi về lại nhà, ông Tao đã chờ sẵn từ ngoài phòng khách, anh muốn thẳng thắn với Mai, không thể trốn tránh mãi. Một người cha đủ trải nghiệm của cuộc đời, ông Tao biết rõ Mai đã nói dối, dù anh có sửa cả trăm chiếc xe cũng không thể nào đủ tiền trang trải cho bố chữa bệnh như vậy.
Thà cứ để ông chết đi còn hơn là sống mà nhìn con trai làm những việc bẩn thỉu này. Mai nghe mà phải nén thật chặt nghẹn ngào, quay lại nói một câu động viên bố rồi lên nhà. Ngay sau đó Men trở về ồn ào cả góc nhà, cả ngày hôm nay Bon không chịu trả lời tin nhắn. Men muốn xin tham khảo ý kiến của cao nhân là anh trai mình. Men muốn Mai đi cùng mình đến nhà Bon để chơi nhưng Mai lại viện cớ bận bịu. Cô cậu lém lỉnh trêu anh trai có phải đã thích cô nào không mà hay bận thế. Xuống nhà lại thấy bố ngồi thơ thẩn, biết đã làm bố lo lắng. Mai nắm lấy tay ông quỳ xuống hứa với bố sẽ không làm bố và em trai phải thất vọng và thiệt thòi. Chạy ra ngoài sửa xe được một lúc thì phát hiện Bon đến tìm. Hóa ra là vì Mai không chịu trả lời tin nhắn, cứ im hơi bặt tiếng từ đó tới giờ nên Bon phải chủ động đi tìm tận nhà. Mai vẫn tỏ vẻ hờ hững, Men ra ngoài thì phát hiện Bon đến chơi nhà, cô cậu lại vui như được mùa mời bạn vào chơi. Ông Tao rất cảm kích sự hiếu thảo và lễ phép của Bon, thấy hai đứa dắt nhau vào bếp bổ hoa quả, ông Tao không khỏi lo lắng dặn Men phải cẩn thận. Một người chưa bao giờ phải động vào dao kéo, đến gọt bút chì còn anh gọt cho mà giờ đây, chỉ vì sĩ gái, Men miễn cưỡng cầm vào con dao gọt táo. Bon một phần vì không biết Men bệnh máu khó đông, một phần vì muốn dạy Men cách giúp đỡ anh trai và chăm sóc bố nên tận tình dạy Men gọt táo. Gọt táo với gái nên tay run, Men bất cẩn làm đứt tay, máu chảy đầm đìa không ngớt. Ông Tao nghe thấy không kịp nuốt trôi viên thuốc, ngã vật xuống sàn gọi với lấy Mai. Mai xông vào thì thấy bố ngã, em chảy máu, anh vội vàng giúp Men cầm máu rồi đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện tạm ổn định thì ông Tao kêu Mai đưa Bon về vì đường tối con gái đi một mình sẽ nguy hiểm. Trên đường về, Bon xin lỗi rất nhiều nhưng chỉ nhận được sự hờ hững vô tâm. Mai tự nhận lỗi về phía mình đã không cẩn thận để xảy ra chuyện hôm nay nhưng Bon không phục. Theo cô, anh không thể cứ nhận hết trách nhiệm về mình mà cướp cả quyền được tự chịu trách nhiệm của người khác như thế. Mai rớm nước mắt giải thích, từ khi được sinh ra, anh đã bụ bẫm hơn những đứa trẻ khác. Vì được sinh ra trước nên những gì tốt đẹp nhất anh đều dành hết phần mình rồi, Men sinh ra sau chịu biết bao thiệt thòi. Là anh lớn trong nhà, Mai có bố và có em, nhưng anh chỉ có hai bàn tay, không còn sức để gánh vác thêm bàn tay nào nữa. Lúc này Bon lại nắm lấy tay anh, chẳng lẽ anh chỉ nghĩ đến chuyện nắm tay người khác, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện để người khác nắm lấy tay mình sao? Nghe đến đây, Mai lại muốn né tránh dù trong lòng còn gợn sóng. Anh đưa Bon về tận nhà, nhìn cô lên tận phòng rồi mới yên tâm ra về. Bon không cam lòng muốn chạy xuống với Mai nhưng anh chỉ để lại quả địa cầu như một lời khẳng định sẽ không thể đáp lại tình cảm của cô. Rõ ràng là hai người yêu nhau nhưng lại chẳng đủ dũng khí bỏ ngoài tai những trách nhiệm vô hình không tên. Sáng hôm sau đưa Men đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tình hình của Men nguy hiểm hơn so với bọn họ nghĩ. Nếu để càng lâu thì càng khó có khả năng tiến triển. Lại thêm một gánh nặng nữa đè lên vai Mai, và đúng lúc khó khăn, To lại xuất hiện cùng lời đề xuất phi vụ làm ăn lớn đi kèm tiền công siêu khổng lồ. Bấy nhiêu cuộc đời là bấy nhiêu ngã rẽ, liệu nam chính của chúng ta có còn ngã rẽ nào khác đúng đắn hơn? Về đến phòng bệnh đã thấy Bon ở đây, tận tình chăm sóc Men, chạm mặt nhau như này chỉ khiến Mai cảm thấy khó chịu rối bời. Cho nên anh viện cớ ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Men, Bon lại chạy theo, cô trách móc Mai chẳng lẽ một câu chào hỏi với nhau khó lắm sao? Sự lạnh nhạt mà tuyệt tình của Mai khiến Bon đau lòng rơi nước mắt. Mai kéo Men về mặc kệ Bon ở đó đứng đến đáng thương. Men chứng kiến Mai làm người tốt đến phát chán rồi. Cậu giận dỗi tại sao anh trai không cho mình thêm nhiều tiền tiêu vặt trong khi sửa xe cho khách thì không thèm lấy cả tiền bồi dưỡng. Mai kêu Men nên chú tâm vào việc học thì cô cậu lại kêu khi nào có Bon ở cạnh mới có động lực chăm học. Bo đứng đó nghe cũng không thấm nổi nên thêm vài câu khuyên răn. Men chán quá bỏ vào nhà chơi. Bên này, Bon tìm Mel để tâm sự. Sống đến gần này tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên Bon biết thế nào là hy vọng mãnh liệt. Cô lại tìm đến quanh chỗ nhà Mai, ngồi chờ cơ hội được gặp lại người mình yêu mà chờ mãi không thấy. Lúc lên xe buýt trở về với nỗi thất vọng, Bon nhớ lại cảnh ngày trước Mai chạy theo xe. Cô ngoái đầu lại thì quả thật Mai vẫn đang chạy theo, hóa ra ban nãy ra ngoài mua thuốc cho bố, Mai đã thấy Bon nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hai người nhìn nhau cười, họ vẫy tay chào nhau thay cho bất cứ câu nói nào. Lúc về nhà, vào phòng đắp lại chăn kiểm tra bố ổn chưa thì ông Tao lại lên tiếng nhắc nhở bóng gió. Con là anh, cái gì nhường được thì phải nhường nhịn cho em, nó đã thiệt thòi nhiều rồi. Lên trên phòng, thấy Men khó chịu cho qua cơn đói chỉ để chờ mình về cho yên tâm, Mai thấy áy náy. Giây phút ấy anh chỉ muốn nói thật với Men về chuyện với Bon nhưng chưa kịp nói cô cậu đã ngủ lật lưỡi. Hôm sau đi học, Mai ngồi tận lực chăm chú với sản phẩm công nghệ mới của mình. Xong xuôi, anh mượn tạm chiếc xe của ông bạn bên dưới sân trường để thử nghiệm. Quả đúng là thiên tài, cậu bạn há hốc mồm trước thiết bị mới chế của Mai, chưa đầy 30 giây anh đã có thể nhẹ nhàng phá mã cửa xe. Khởi động và lái xe đi hiên ngang mà thiết bị chống trộm không phát hiện ra. Chiều hôm ấy, Mai tình nguyện rủ Bon đi lượn một vòng bằng xe máy. Anh còn mạnh dạn kêu cô ôm chặt vào không ngã, đã thế lại còn ga lăng giúp con gái nhà người ta cởi mũ chỉnh tóc. Hai người ngồi cùng nhau dưới con cầu bên bờ sông đến tận tối. Thấy Mai có vẻ suy tư trầm mặc, Bon bật một bài nhạc vui, giúp anh đeo tai nghe vào. Ở khoảng cách gần thế này, con tim nhộn nhịp, suýt chút nữa là cả hai đã không kìm chế được những điều ngọt ngào. Cũng may là Bon vẫn giữ lại được chút giá về xào thịt bò. Thấy cô có vẻ lạnh, Mai nhẹ nhàng khoác áo mình lên người Bon, Bon lại dịu dàng ghé sát vào Mai để cùng nhau nghe nhạc. Lúc ngồi đợi xe, Bon hỏi thật lòng, Mai có khi nào nghĩ sẽ trả lời lại tin nhắn của cô chưa? Thấy giao diện chat chỉ toàn là Bon chủ động, trước giờ chưa từng có một tin nhắn phản hồi nào,
Mai cũng bối rối. Càng bối rối hơn khi Bon không tự chủ được nước mắt vì tủi thân. Mai lấy điện thoại ra, gửi lại hết những dòng tin nhắn mà vốn dĩ anh đã muốn gửi mỗi lúc Bon nhắn tin. Đọc mà không kìm được nước mắt, Bon nức nở. Mai dỗ dành dịu dàng, dỗ con gái thì lôi đồ ăn ra là dễ nhất, thế mà Bon vừa ăn thịt xiên vừa khóc dữ dội hơn làm Mai cuống cuồng. Hóa ra là thịt xiên cay quá, cả hai phì cười vì sự đáng yêu ngây ngốc của những rung động mới chớm nở. Họ lên xe, tựa đầu vào vai nhau, cùng chụp ảnh rồi lại nắm tay thẹn thùng. Về đến nhà, ánh mắt cặp tình nhân tình nồng ý đượm vẻ lưu luyến chẳng muốn rời. Sau khi đưa Bon về, Mai lên phòng thì thấy Men ngủ mơ nói sảng, nó mơ được đi chơi với Bon rất vui, cô ấy còn làm nũng rất đáng yêu. Tự dưng nhìn thấy cảnh này, rồi lại nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại chúc ngủ ngon của Bon. Mai rơi vào trầm mặc, tại sao ông trời luôn gây khó dễ cho anh như vậy? Sau đêm trăn trở suy tư, sáng hôm sau, Mai chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhưng đợi mãi không thấy bố xuống nên anh sốt ruột chạy lên. Ông tao chỉ bảo thấy chóng mặt nên muốn ngủ thêm, nhưng khi con trai vừa đi ra khỏi phòng, ông tao lại lôi tờ giấy nợ ra xem kỹ. Mai cảm nhận được bệnh tình thất thường và thái độ lạ của bố nhưng anh vẫn không thể lý giải được. Nói chuyện với Bo để tìm giải pháp thì chung quy lại vẫn bị lôi kéo vào con đường lầm lỗi kia. Đúng lúc này họ nghe thấy tiếng động, hóa ra là Men đứng đằng sau cánh cửa. Cũng không biết là Men có nghe thấy điều gì chưa nhưng ánh mắt của cậu lại bỗng khác. Chiều tan học, Men lại đứng cổng trường chờ Bon nhưng Bon lại cố né, thậm chí còn trèo cả tường để không đụng mặt Men. Men ngây ngốc đứng ở cổng trường, cậu còn viết lên tấm bảng cho ôm miễn phí để rồi nhận lại bao ánh nhìn phán xét, chê cười của các nữ sinh. Không còn chỗ nào để chơi, Men đành về với bố, ông tao nhìn đứa con trai luôn khiến mình lo lắng. Ông sợ một ngày nào đó mình chết đi rồi sẽ không ai bao bọc che chở cho nó nữa. Men ngồi chờ anh về cả nửa ngày trời, game cũng chẳng buồn chơi ấy thế mà Mai còn đang mải chú mưa sửa xe cùng cô bạn gái xinh đẹp đến tận khuya mới trở về. Men chờ mãi để đưa ra một quyết định mà Mai nghe xong chỉ á khẩu sững sờ. Men nói ngày mai sẽ đến tỏ tình với Bon, anh đã rất thích cô và không thể giữ mãi tình cảm trong lòng như vậy. Men bất lực ôm lấy anh trai mà nức nở vì đau lòng. Sáng hôm sau, quả thực Men đã hạ quyết tâm hẹn gặp Bon cho bằng được, nhưng ai mà biết được Bon đã lấy điện thoại nhắn cho Mai nói anh hãy gọi điện cho mình vào đúng lúc 10 giờ. Bon cố tình đi gọi đồ thật lâu và để điện thoại trên bàn cho Men nhìn thấy đoạn tin nhắn và cuộc gọi đến từ Mai. Men nhìn mà rớt nước mắt, nghĩ đến cảnh vừa đêm qua ôm anh khóc vì tình thì sáng hôm nay biết bị anh hớt tay trên. Thế là anh đùng đùng tức giận chạy về nhà, lại thấy To tìm đến tận nhà bàn chuyện ăn cắp xe với Mai. Men nổi điên đập cửa xông vào To tiếng chửi mắng anh trai là thằng hèn, đã ăn cắp xe lại còn ăn cắp người của em. Máu nóng nổi lên khiến Men mất hết lý trí, thậm chí còn chỉ thẳng mặt gây sự với giang hồ To nên bị ăn phát đấm. Ồn ào bên dưới đánh thức ông tao trên lầu. Mai muốn lôi Men ra một chỗ nói chuyện riêng nhưng cậu không chịu, hơn nữa mồm miệng còn càng gào to hơn. Ông tao nghe thấy chuyện Mai đi ăn cắp ăn trộm lại còn cướp bạn gái của em trai thì không chịu nổi cú sốc, lên cơn nhồi máu cơ tim. Bố đang trong phòng cấp cứu mà hai anh em vẫn nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn. Men không thể khống chế, đổ mọi tội lỗi lên đầu Mai, tâm trí Mai cũng rối bời ở thời điểm này nên anh cũng không kìm chế được cơn nóng giận đấm em trai mình một cái chảy máu mũi. Men cũng không phải dạng vừa, lao vào đánh trả anh túi bụi. Thời khắc anh em ruột ruồng dễ đấu đá nhau cũng chính là lúc ông tao chính thức rời khỏi cõi đời, ông mất vì cơn đau bất chợt cả về thể chất lẫn tinh thần. Mai lao vào phòng bệnh nhìn người bố đã vĩnh viễn ra đi, cậu em trai thì hôn mê vì mất máu quá nhiều, anh như người mất hồn ngồi khóc rồi tự trách bản thân mình chỉ toàn gây ra tội lỗi. Còn Men, sau khi tỉnh lại nhận tin dữ rằng bố đã mất, cậu cũng đau khổ vật vã ôm Bo ngồi thụp xuống khóc than. Bon vẫn không hề hay biết về việc đau lòng ở gia đình bạn trai, cô còn mải đứng trước nguyện vọng du học Mỹ của mình. Liên lạc với Mai thế nào cũng không được, Bon đâm ra lo. Trong khi đó, Mai vẫn còn phải bận tâm về Men, hai anh em vẫn căng thẳng với nhau dù đây có là lễ tang của bố. Bo nhức đầu quá không chịu nổi thái độ hống hách gây sự của Men nên không nhịn được đánh cho cậu mấy cái bạt tai. Bo nói Men mới chính là kẻ ăn cháo đá bát còn đổ lỗi cho ai, từ bữa ăn giấc ngủ cho đến cơ hội được đi học đầy đủ. Thậm chí dòng máu đang chảy trong người cũng là do anh trai hàng tháng hiến cho. Vậy Men lấy tư cách gì chửi bới lăng mạ Mai? Bị nói cho thẳng mặt như vậy, Men nín lặng rơi nước mắt. Suốt khoảng thời gian đó, cậu suy nghĩ không thông đều sống trong dằn vặt và mâu thuẫn. Mai một mình lái xe đến bờ sông ngồi, không dám nhận điện thoại của Bon. Những lúc rối bời và bất lực như vậy, người anh có thể tìm đến chỉ có thể là mẹ. Nhưng biết sao giờ, bà Non hiện tại đã có một hạnh phúc mới, nhìn mẹ ngay trước mắt mà không dám gọi. Chẳng còn biết đi đâu mà lại không muốn đụng độ với Men cho nên Mai quyết định ngủ trong xe dưới sân nhà. Men nhìn thấy biết vậy, sáng hôm sau còn thấy bữa sáng và tiền tiêu vặt trên bàn, có lẽ giờ phút này cậu đã nhận ra sự quá đáng của bản thân mình. Về phía Bon, vì quá nóng ruột, từ hôm đó đến giờ không nhắn tin gọi điện được cho Mai nên cô đành tìm đến tận trường, vào tận lớp để gặp anh. Thế mà Mai vẫn không nể tình, vẫn muốn giấu giếm chuyện của bố và phớt lờ cả chuyện Bon thông báo sẽ đi du học. Nói là phớt lờ nhưng anh vẫn đứng một góc chưa rời đi vội, Bon nhìn thấy bóng đổ dưới sàn cũng biết Mai vẫn ở đó. Cô thừa nhận trước giờ vẫn luôn là tự mình chủ động, hy vọng và theo đuổi cũng là mình. Cố gắng là thế nhưng đến ngày hôm nay Bon đã biết được kết quả là gì. Nuốt nước mắt vào trong, bọn xoay người chạy đi, về đến nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi Mỹ mà nhìn quả địa cầu nước mắt tuôn rơi đến nức nở. Ba người trong một cuộc tình đều phải đau khổ,
Men tuy rằng đã hối lỗi nhưng vẫn chưa mở lời với anh trai. Cậu chỉ đặt thêm một cái chăn xuống xe dưới sân cho Mai ngủ. Mai thực sự muốn reset lại cuộc sống, anh gặp To lần cuối để nói về quyết định rút lui. Nhưng một kẻ lão làng như To làm sao có thể dễ dàng bị kẻ khác điều khiển như thế. To rót cho Mai một cốc rượu và đưa cho anh bằng bàn tay đang cầm khẩu súng. Mai cầm cốc rượu mà run bần bật vì To đã nắm được điểm yếu của anh, chính là Men. Nếu không chịu hợp tác thì không chỉ bố mà ngay cả em trai cũng chẳng còn, đó là lời đe dọa của To. Về đến nhà, nhìn ngôi nhà hiu quạnh, nhìn chiếc giường, cái ghế bố từng dùng mỗi ngày, Mai bất lực và nhớ thương vô tận. Anh đến đứng trước cửa nhà mẹ đẻ một lúc thì bà trở về. Bà mơ nhận ra giọng của đứa con trai đã từ rất lâu không được gặp lại, rơi nước mắt vì bất ngờ. Tối đó Mai ở lại dùng bữa với gia đình mới của mẹ đẻ, giờ bà đã có hai đứa con một trai một gái đều rất kháu khỉnh và tình cảm. Chứng kiến Mai ấm nhỏ mà quây quần hạnh phúc của mẹ, ánh mắt Mai tràn ngập vẻ cô đơn tủi thân. Mai càng nói không sao thì bà Mương càng cảm thấy áy náy và thương xót, nhất là khi nhắc đến Men. Có lẽ cứ để thằng bé chưa từng biết đến sự tồn tại của người mẹ này lại tốt hơn cho cả hai. Tiễn Mai ra về mà bà Mương không giấu nổi giọt nước mắt, chính Mai cũng vậy. Hai mẹ con không nói gì nhiều, chỉ ôm nhau một cái thật chặt rồi xoay người tạm biệt để tránh thêm khổ tâm. Và họ cũng biết đây sẽ là lần cuối cùng được gặp nhau, từ nay mệnh ai nấy sống, hai con đường riêng không thể gộp thành một. Cả ngày hôm đó như một cơn ác mộng đối với Mai, phải nín lặng nhìn hai người phụ nữ mình yêu nhất trần đời bỏ đi tìm con đường hạnh phúc mới. Cũng may ông trời không lấy đi của ai hết tất cả, Men đã chịu mở lời làm lành với anh. Đây là bữa cơm đầu tiên Men nấu cho Mai, tuy chỉ là đĩa trứng rán đen nhẻm và bát nước mắm dầm ô tê cay xè, nhưng lại là bữa cơm ngon nhất mà Mai được ăn trên đời, bữa cơm có vị của tình thân. Lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Mai vẫn lăn tăn không biết có nên gọi điện cho Bon không, nhưng rồi anh lại chọn cách im lặng. Bo đột nhiên nói muốn chuyển đi nơi khác, nghe đến đây, Mai khựng lại khoảng 5 giây. Bo ngoài miệng nói là đi nơi khác làm ăn kiếm cớ sinh nhai nhưng thực chất ai cũng hiểu là đi trốn khỏi tầm mắt của tên To. Khi Mai lên lớp, anh chỉ miệt mài say sưa chế tạo một thiết bị điện tử công nghệ mới để phá khóa xe. Đến nỗi anh bạn ngồi cạnh không nhịn được mà hâm mộ, nếu Mai là trộm thì sẽ là một tên trộm cực kỳ khét. Mai giật mình thon thót nhưng cũng tìm được một lý do hợp lý để bao biện. Ở bên này, thấy con gái cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như chưa muốn đi Mỹ du học, bố của Bon sốt ruột, từ lúc ở công trường về đến nhà, Bon vẫn cứ đăm chiêu một mình như vậy. Về phía Mai, tối nay anh có một cuộc hẹn thực hiện trộm xe như đã hẹn với To, xuống nhà lại thấy Men đang xem thời sự. Vừa hay tin tức lại đang nói về những vụ trộm xe táo tợn dạo gần đây quanh khu vực trung tâm. Uống ngụm nước mà nuốt không trôi nhưng Mai vẫn phải cố tỏ ra bình thản không liên quan. Biết anh muốn ra ngoài, Men lân la gặng hỏi, nhìn biểu hiện lúng túng ấp úng như vậy là đủ biết Mai đang nói dối. Men đã hiểu chuyện hơn nên không muốn gây khó dễ cho anh nữa, cậu nói lên nhà đi ngủ trước nhưng đi được nửa đường lại dừng lại. Nhắc nhở Mai một câu, giờ em chỉ còn có mỗi anh là người thân thôi đấy, làm gì thì làm. Vì lần này To muốn chơi lớn và thử cảm giác lạ nên thử thách dành cho tất cả mọi người sẽ nâng lên cấp độ mới. Ban đêm nghiên cứu địa hình còn ban ngày sẽ ra tay hành động. Sẽ chia làm 3 nhóm hành động, Mai và Bo sẽ trưng diện làm khách đến mua siêu xe. Phải chọn siêu xe đắt nhất để tất cả nhân viên phải ra săn sóc họ như vua chúa. Vì dấu vân tay là thứ rất dễ xảy ra sơ suất khi bị phát hiện nên bọn họ còn cẩn thận chuẩn bị cả vân tay giả. To sẽ đảm nhận nhiệm vụ lấy máy cảm biến của Mai để phát tín hiệu cho chiếc xe đầu tiên khiến chiếc xe phản hồi nhận tín hiệu sai. Sau đó Mai ở đối diện sẽ dùng máy cảm biến số 2 phát tín hiệu cho tất cả các chìa khóa xe ở trong tủ để tìm được chìa khóa chiếc xe cần lấy trộm. Nhiệm vụ đánh lạc hướng sẽ dành cho Khem, anh ta sẽ giả vờ cho xe hỏng máy giờ tam tầm, đỗ ngay trước cửa bảo vệ. Tất nhiên bảo vệ sẽ phải tìm cách giúp đỡ để thông thoáng giao thông. Nhân cơ hội đó, những người nòng cốt sẽ phá mã khóa cửa, thành công leo lên chiếc xe và sẵn sàng trở thành người giàu. Chỉ có một trường hợp phát sinh rằng đây là mẫu xe đời cũ, cần có chìa khóa để khởi động. Thời gian thì đang gấp mà đúng lúc này giám đốc marketing lại đi ra. Hết cách Mai đành phải giả danh con trai chủ tịch để ra bắt chuyện hỏi han ông giám đốc kia. Thời gian vô hiệu hóa camera cũng đã hết, Bo cố tình va vào cô nhân viên đang bưng nước để cô ta đổ nước lên người ông giám đốc kia. Vì có công tử của chủ tịch ở trước mặt nên ông giám đốc không dám khinh suất, cố mỉm cười bao dung và chủ động vào nhà vệ sinh sấy khô quần áo. Mai vội vàng chạy ra chỗ của To xem tình hình, rõ ràng chiếc siêu xe này không dễ xử lý nhưng với tài năng xuất chúng và khả năng xử lý thượng thừa, Mai đã dễ dàng hack được chế độ khởi động xe và thành công lái nó ra ngoài chót lọt. Về đến căn cứ, To tức giận lao đến đấm cho Bo mấy phát vì anh ta lơ là việc nhận dạng mục tiêu xe. Chính vì thế mà làm lỡ mất 2 phút đồng hồ, khả năng bọn họ bị camera quay rõ mặt là khá khá. Lúc này, Mai lên tiếng giải thích hôm qua anh đã chủ động cài thời gian hack camera lùi thêm 3 phút nên bảo họ không cần lo vấn đề đó nữa. Tuy rằng thoát tạm nhưng hành vi này của Mai đã làm phật lòng To, anh ta trước giờ làm mọi việc theo kế hoạch và ghét nhất là có ai thay mình điều khiển mọi thứ. Cho nên To thông báo sẽ bùng tiền công lần này của Mai. Dù tiếc nhưng cũng không thể làm gì hơn, Bo thì khác, anh nói sẽ thay Mai đòi lại công bằng. Tối đó Bo đi cùng To đến giao xe nhận tiền của khách, vì đã đi theo To quá lâu nên Bo thừa biết hắn sẽ có ý định gì với những người muốn rời tổ chức. To còn chưa kịp rút súng ra thì Bo đã nhanh chân đá văng đi và chĩa ngược lại khẩu súng lên đầu đối phương. Biết sao giờ, một kẻ lăn lội trong giới ngần ấy năm như To thì đương nhiên không dễ gì để người ta dọa dẫm như thế. Hắn ném ngược lại túi tiền rồi nhân cơ hội tấn công Bo túi bụi,
Bo bị dính một phát đạn thì vội vàng trèo lên xe. Cơn đau ở bụng khiến anh không thể nổ máy, chưa kịp chạy thì To đã lại xuất hiện, nổ thêm một viên đạn giữa đầu, tiễn To về chầu tổ tiên ngay trong đêm. Sau đó To ôm túi tiền trở về trước sự nghi ngờ của đồng bọn là Khem. Mai và Men ở nhà cả tối vẫn không thấy Bo trở về, nghĩ bụng lâu nay anh ta cũng hay đi đêm về hôm nên cả hai lên nhà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mai bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của cảnh sát và Men dưới nhà. Họ đến để thông báo tình hình mất tích của Bo và giao lại giấy tờ cũng như điện thoại của Bo có người nhặt được. Mai hiểu rằng đã có chuyện không hay xảy ra liền tức tối đi tìm Bo mặc cho sự tra hỏi gay gắt của Men. Bo đến tận nhờ tìm Mai nhưng lại gặp Men ở nhà. Hai người chọn ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện với nhau. Trải qua nhiều biến cố cùng một lúc, Men thừa nhận bản thân mình không ổn nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật. Bo cũng giải thích rõ ràng về mặt tình cảm để Men hiểu và thông cảm cho cô. Nhớ lại cảnh Men đứng đợi mình ở ngoài cổng trường cùng biển hiệu ôm miễn phí. Bo cũng rút điện thoại ra viết dòng chữ y hệt đội lên đầu. Hai người họ ôm nhau một cái làm lành, đó là cái ôm của tình bạn và sự gắn kết, chia sẻ. Men hỏi đến chuyện tình cảm của anh mình và cờ rút cũ, Bo rơm rớm thừa nhận bản thân lần đầu bất lực như vậy trong một mối quan hệ. Muốn lùi không được mà tiến cũng chẳng xong, ở thời điểm hiện tại cô nghĩ vẫn chưa thể sắp xếp và điều khiển lại được cảm xúc cá nhân. Trong khi đó, chính Mai cũng đang tìm cách để gặp lại Bo. Anh đến nhà cô giả vờ viện cớ đến kiểm tra thời gian bảo hành cũng như xem lại động cơ xe giúp bố Bon. Bố của Bon cũng rất niềm nở và yêu quý Mai, ông còn tâm sự chuyện con gái cứ ngẩn ngơ ngơ suốt mấy ngày nay. Chỉ còn 3 ngày nữa là bay rồi mà vẫn chưa chắc ý định ra sao. Nhắc đến thời gian mới nhớ, đã qua 24 giờ để báo với cơ quan công an việc Bo mất tích. Mai vội vã chạy đến đồn cảnh sát mà còn quên cả chào hỏi với bố Bon, thế mà đứng trước đồn cảnh sát, Mai lại không có dũng khí vào. Anh đành trở về nhà thì lại thấy ngoài cổng bị dán giấy thông báo thu hồi bất động sản. Men thấy anh về vội chạy ra định báo tin về Bon nhưng đột nhiên nhớ lại, Bon dặn không được nói chuyện cô đến nhà tìm nên đành thôi. Tối đó, chờ Mai tắm xong, Men muốn nói chuyện riêng với anh như hai thằng đàn ông. Men nói mình đã tạm ổn và Mai không cần phải lo lắng, chuyện Mai cần lo lúc này là chuyện tình cảm của anh kia kìa. Men chấp nhận sự thật rằng tình cảm không thể miễn cưỡng và hy vọng anh trai sẽ không còn vì mình mà bó buộc bản thân. Về phía Bon, bố cô bé cũng nhận ra điều khác thường của con gái xuất phát từ vấn đề gì. Là một người cha tâm lý, ông nhẹ nhàng ngồi lại với con gái, nhắc lại ký ức về người vợ xinh đẹp dịu hiền mà ông hết lòng yêu thương đã không còn. Con gái hãy nhớ lấy lý do để ta phải cố quên đi mối tình đầu. Đó là bởi vì điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là giữ cho trái tim luôn đập. Bon nghe vậy mà không kìm nổi nước mắt khổ tâm, cô tâm sự thật với bố về vấn đề mình gặp phải và ôm chầm lấy ông mà khóc. Ngay sáng hôm sớm hôm sau, Mai nhận được tin dữ, chạy xuống nhà nhặt chiếc điện thoại chiếu tin tức của Bo mà hai anh em không thể tin vào mắt mình. Bo được phát hiện đã chết được 2 ngày tại một vùng hẻo lánh, cảnh sát dự đoán đây là một vụ giết người giấu xác hết sức dã man. Men lại lên cơn nổi nóng, đổ lỗi cho Mai đã cùng Bo làm những chuyện sai trái để rồi nhận lại hậu quả khó lường như thế này. Ngày hôm sau, Mai nghĩ thật kỹ, đến tận nơi gặp To và nói sẽ cùng hắn làm thêm các phi vụ trộm cắp liều lĩnh về sau. Khi được hỏi về lý do thay đổi quyết định, Mai nói bằng một ánh mắt kiên định và hừng hực khí thế, tôi sợ cái nghèo lắm rồi. Anh đề xuất tìm thêm một người để lấp lại khoảng trống địa hình. Đúng là lòng tham và dục vọng của con người luôn đáng sợ hơn lòng trung thành mà. Người Mai nhắm đến chính là ông Simon, một khách sửa xe quen của gia đình anh. Qua mấy lần sửa xe và tiếp xúc, Mai đã biết được bí mật của ông ta, chuyên biển thủ công quỹ của công ty. Kể cả mọi số nợ cũng như chi phí sinh hoạt của vợ con, tất cả sẽ được giải quyết hết nếu như lần này ông Simon chịu hợp tác với Mai. Cũng như bao người khác, ông Simon không đồng ý vì quá nguy hiểm. Mai cho rằng không phải mỗi ngày cuộc đời ta đều sống trong nguy hiểm hay sao, nếu không làm thì vĩnh viễn cuộc sống của ông cũng như cả gia đình sẽ mắc kẹt mãi. Ông Simon có thời gian suy nghĩ đến đúng 12 giờ, nếu đồng hồ đã điểm mà ông ta chưa đến thì coi như Mai đã làm hỏng việc. Anh sẽ phải chịu hình phạt của To là cắt đứt một ngón tay. Đang lúc nước sôi lửa bỏng chuẩn bị mất ngón tay thì ông Simon đã xuất hiện như một vị thần. Có điều ông ta muốn ứng trước một nửa số tiền công ngay lập tức để đảm bảo đôi bên có thể tin tưởng nhau. Nhưng To nhất quyết không đồng ý, hắn là người làm ăn trước giờ chỉ có tiền trao thì cháo mới múc. Ông Simon từ chối bỏ đi, Mai cũng nói nếu không có Simon thì anh cũng không làm nữa. Ra đến cửa anh đếm đúng đến 10, không nằm ngoài dự đoán, To đã phải chấp nhận lời đề nghị ngoại lệ này của hai người. Làm ăn thì phải đầu tư nhưng nếu phi vụ này trông thành công thì mạng của Mai và Simon đều không được đảm bảo. Theo kế hoạch, To và Mai đóng giả làm người đến thuê tàu ở chỗ Simon. Simon cũng phối hợp diễn như thật, nhiệt tình giới thiệu cho hai khách những con tàu chở tốt nhất. Sau đó Simon dẫn cả hai đi xem khu vực an ninh để họ nắm được vị trí các chỗ lắp camera. Rồi lại ra cảng để biết vị trí dừng đỗ xe vận chuyển xong việc bắt tay nhau hợp tác và ra về. Chỉ chưa đầy 5 phút sau Mai đã có thể hack được toàn bộ hệ thống camera trong đó. Về đến căn cứ, Mai chuẩn bị thêm thiết bị công nghệ để phục vụ công việc. Khem rất thắc mắc lý do Mai lại bị khuất phục với công việc này, anh nhân tiện kể chuyện của To. Ngày xưa hắn cũng là một nhân viên bán siêu xe đầy nhiệt huyết và lương thiện. Nhưng cuộc đời lại xô đẩy con người ta đứng trước nhiều lựa chọn giữa lằn ranh thiện ác khi đã bị dồn vào bước đường cùng. Để tồn tại trong xã hội này cần phải tàn nhẫn thế đó, nếu không dìm thằng khác thì chúng nó sẽ dìm mình. Bị đồng nghiệp chơi xấu đến mức mất việc, mẹ hắn đang lâm bệnh cũng vì thế mà mất bởi không có tiền chữa trị. Thế mà bọn người xấu cứ ngày một tốt lên,
To đâm ra hận thù và có những hành vi bạo lực. Vào tù ra tội từ ngày đó khiến tính khí To ngày càng hung hãn và bất cần. Bên này, Mel đến giúp Bon thu dọn đồ đạc. Biết bạn còn bận lòng chuyện với Mai nên Mel hỏi bữa tiệc chia tay tối mai Bon đã mời anh chưa. Bon ngập ngừng một lúc vì quả thực cô chưa mời và cũng chưa biết phải mời như thế nào. Không làm khó bạn nữa, Mel ôm lấy bạn thân một cái thật chặt để động viên. Tận tối muộn Mai mới trở về, Mel muốn nhắc nhở anh về việc ngày mai Bon tổ chức lễ sinh nhật cũng là buổi gặp mặt mọi người lần cuối trước khi đi du học. Nhưng Mai lại nói sẽ không đến dự vì còn phải đi nhận xác anh Bo về để hỏa táng. Lo xong hậu sự cho anh Bo, Mel hỏi lại lần cuối Mai có muốn cùng mình đến tiễn Bon không. Mai vẫn giữ quan điểm là không đi vì anh còn phải chuẩn bị cho phi vụ trộm cướp lớn nhất đời của mình và đồng bọn. Cả ngày hôm đó Bon cứ ngóng trông mãi một bóng hình, thấy Mel đến dự tiệc một mình, Bon thất vọng nhưng cũng cố gắng vui vẻ để không làm mọi người mất hứng. Đến đúng lúc thổi bánh sinh nhật thì mất điện, trong bóng tối, Bon nhận ra một hình dáng quen thuộc đứng bên ngoài cổng. Cô vội vàng đuổi theo, ánh đèn điện vụt sáng giống như muốn thắp lại hy vọng trong con tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cô gái. Cô nói mình ước rằng sinh nhật năm nay sẽ được đón cùng với người mình yêu. Mai tặng Bon một chiếc khăn giữ ấm và mong cô hãy tự biết yêu thương và chăm sóc chính mình. Còn lời hẹn tiễn cô vào sáng ngày mai, anh không dám hứa. Lúc Mai quay người bỏ đi, bọn nói vọng lại, cô thật sự không thể hiểu được một người cái gì cũng không chịu nói như thế rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Cả hai đau lòng chia cách từ đây, Mai trở về và thức trắng đêm để chuẩn bị cho phi vụ mạo hiểm vào ngày mai. Giờ vàng đã điểm, tất cả đã thay đồng phục, sẵn sàng tác chiến. Phía bên trong, Simon run như cầy sấy làm cấp trên phải đặc biệt đến hỏi han, nhưng càng hỏi ông lại càng run nên phải kiếm cớ ra ngoài. Nhìn từng chiếc siêu xe đi lên container, To không giấu nổi niềm vui và nụ cười khoái chí. Chờ đến tối muộn, khi xe đã vào hết container và để Simon tìm cớ rủ mọi người đi uống cà phê thì cả ba sẽ đến phá mã khóa. Khó khăn lắm mới dụ được ông chủ đi vào ký giấy tờ, tranh thủ cơ hội, Mai đã phá thành công cả ba chiếc container. Ba vị đã ngồi được vào trong xe thì bất ngờ Mai giở trò, anh đòi 1 triệu bạt tiền công của anh Bo và mình từ lần trước đến lần này. Chuyển khoản xong thì việc tiếp tục còn nếu không thì thôi. To nghiến răng nghiến lợi nhưng đã đến nước này không thể để cá chui khỏi giọ. Đành cắn răng bấm bụng chuyển khoản cho Mai. Tiền đã về tài khoản, Mai bắt đầu mở khóa để cả ba xe rời cảng. Nhưng tưởng phi vụ đã chót lọt thì Ken và To phát hiện trên xe mở cả thiết bị định vị cho cảnh sát. Việc này đương nhiên chỉ có thể do Mai làm, anh muốn phản bội To, trả thù cho anh Bo. Nhưng biết sao giờ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngay lập tức To lôi ra điểm yếu chí mạng của đối phương, chính là Men. Vì bị đe dọa nên Mai không thể không làm theo ý của To, anh ngắt thiết bị định vị và đối đầu với sự truy sát gắt gao của đối phương. To tức tối xả súng điên cuồng khiến cả công trường bay bịt mù bông. Khi hai anh em định chạy thoát thì họng súng của kẻ thù đã chĩa ngay sau lưng. Men muốn bảo vệ anh, còn Mai muốn bảo vệ em. Ba người đàn ông cứ thế lao vào đấu đá nhau. Suy cho cùng kẻ lăn lộn trong giới bao nhiêu năm vẫn lợi thế hơn. Họng súng của To đã chĩa thẳng vào Men định bóp cò. Đúng lúc này cảnh sát đã đến kịp, bắn một phát đạn uy hiếp To, nhưng hắn ta vẫn cố chấp giết hai anh em Mai. Mai bị trúng một phát đạn vào tay trái. Ngay sau đó cảnh sát nổ một phát súng giữa đầu phạm nhân là To. Hắn chết ngay tại chỗ. Kết thúc cuộc đời bi thảm ngay trong tham vọng lớn nhất đời. Mai chỉ kịp băng bó vết thương rồi chạy vội đến sân bay tìm Bon, quả địa cầu lại một lần nữa kết nối hai trái tim. Anh nhặt lại đem cho Bon nhưng lần này cô từ chối, yêu cầu Mai hãy giữ lại nó và chờ bạn gái anh quay trở về. Cả hai cứ đứng cười tủm tỉm trong hạnh phúc vỡ òa, đó là nụ cười của sự hy vọng, là nụ cười của một tình yêu khắc cốt ghi tâm. 4 năm sau, Mai đã trở thành ông chủ của một tiệm sửa xe có tiếng trong thành phố. Anh tự hào nhìn lại thành quả của mình với Men, lúc sửa xe, có một cô gái lại xuất hiện. Đưa cho anh món đồ không đúng yêu cầu. Nhặt tranh một quả địa cầu, ngang bướng y như lần đầu và cũng khiến trái tim Mai thổn thức y như ngày đầu. Bon đã trở về thật rồi, hai người không giấu nổi niềm thương nỗi nhớ đã phải chịu đựng suốt 4 năm xa cách. Họ đặt lên môi nhau nụ hôn của sự nhung nhớ và hy vọng yêu thương. Trong thế giới nhỏ bé này, Mai không cần gì hết, anh có em trai yêu quý, có người con gái mình yêu thương. Còn trong thế giới rộng lớn này, anh sẵn sàng làm mọi điều cho những người mình yêu thương. Không chỉ Mai đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình mà Men cũng vậy, Men đã có bạn gái xinh đẹp và đáng yêu. Hai cặp đôi ngồi với nhau quây quần và nói về những câu chuyện trong tương lai đầy gợi mở. Hy vọng cuộc sống của những người lương thiện sẽ mãi mãi được yên bình và ngập tràn ấm áp như vậy. Bộ phim Sắc Xanh Lãng Mạn đến đây là kết thúc. Các bạn thấy sao về cái kết đầy viên mãn này của các nhân vật? Đâu là chi tiết bạn thích nhất trong bộ phim? Đừng ngần ngại gì mà không để lại nhận xét ý kiến của mình phía bên dưới phần bình luận để cùng chia sẻ với mọi người nhé. Tới đây rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.